Sáng ngày 13 tháng 11, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện đã có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu. Tại buổi tiếp xúc lần này, các cử tri trên địa bàn xã Phước Trạch đều thống nhất với dự kiến chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân hai cấp tỉnh huyện và đồng tình với báo cáo trả lời của các cơ quan chuyên môn về những ý kiến bức xúc của cử tri xã trong cuộc tiếp xúc trước. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị thêm về việc nâng cấp, sửa chữa đồng bộ các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn để đảm bảo việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân. Ông Nguyễn Thiện Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đã giải trình các kiến nghị của cử tri ngay tại buổi tiếp xúc và được cử tri thống nhất đồng tình. Ngoài ra, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy thông tin đến cử tri về những kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Gò Dầu trong thời gian qua sẽ được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp xử lý dứt điểm.